Trong 3 tháng đầu năm, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Biên đã tập trung lãnh đạo điều hành kinh tế xã hội phát triển ổn định. Tổng diện tích gieo trồng cây ngắn ngày các loại xuống giống được hơn 12.700 ha, tăng 14,85% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện được hơn 950 tỷ đồng, tăng 8,6%. Thu ngân sách trên địa bàn ước được hơn 36 tỷ đồng, đạt 26,10% so với dự toán. Công tác xây dựng cơ bản, huyện giải ngân hơn 11 tỷ đồng cho các dự án cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, đạt hơn 31% so với kế hoạch cả năm. Công tác xây dựng nông thôn mới, các xã đã vận động đóng góp được hơn 2 tỷ đồng đầu tư cho các tiêu chí nông thôn mới. Toàn huyện đã đạt 139 trên 171 tiêu chí nông thôn mới. Ông Đặng Văn Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, chỉ đạo các cấp các ngành cần tập trung tạo điều kiện cho bà con nông dân xuống giống cây các loại vụ hè thu và quản lý tốt các loại dịch bệnh trên cây trồng, quản lý tốt công tác thu nộp ngân sách nhà nước ngay trong những tháng đầu năm, thường xuyên theo dõi diễn biến của bệnh dịch tả lợn châu Phi, đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trong mùa khô 2019.